Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ tập trung làm rõ nội dung đơn thư khiếu nại của người dân tổ 25, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai về tình trạng đổ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng xuống lòng sông gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị. Tiếp đó là phản ánh của người dân về tình trạng bất cập trong việc thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực cụm xã. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của người dân tại tiểu khu số 3 thuộc tổ 25 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, hiện nay trên địa bàn thành phố Lào Cai có nhiều công trình đang xây dựng, bởi vậy lượng rác thải xây dựng rất lớn. Thành phố Lào Cai đã quy hoạch địa điểm đổ rác thải xây dựng tại xã Đồng Tuyển. Tuy nhiên, rác không được vận chuyển đổ đúng nơi quy định, mà hiện nay một bộ phận người dân thường đổ rác thải xây dựng xuống sông Hồng, đoạn chảy qua thành phố Lào Cai, làm ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục về vấn đề này. Đây là hình ảnh chúng tôi mới ghi lại dọc hai bên bờ sông Hồng, đoạn chảy qua thành phố Lào Cai. Một lượng lớn rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng được người dân tự ý đổ tràn lan xuống bờ sông. Một số người thiếu ý thức đã đổ rác linh tinh vào những cái bờ kè này rất là nhiều, và đôi khi có một số lái xe là cũng mang rác lên đây đổ, là những cái điều này không thể chấp nhận được. Chúng tôi thấy coi như là rất là chán cái việc này. Mỗi một người công dân coi như là đều phải có ý thức vào trong cái việc này, vì ở đây là cái bờ kè đang làm thì người ta cứ nghĩ rằng coi như vứt rác là được, nhưng mà không để được cái việc đấy. Chúng tôi là coi như không đồng ý cái việc đấy. Mà chúng tôi đã có những cái biển coi như là cấm vệ sinh này, coi như là cấm đổ rác này, là chúng tôi đã làm cái việc ấy rồi, nhưng mà bà con thấy vẫn cứ quăng hết cả ra đường, không những xuống bờ kè mà cả trên mặt đường đang công trường đang làm dở nữa. Nó ảnh hưởng môi trường dòng sông Hồng là ô nhiễm độc hại luôn, cả ly lông tất cả các thứ. Tại thời điểm phóng viên ghi hình, dù là cuối giờ chiều nhưng một số phương tiện như xe ba bánh hay xe tải vẫn ngang nhiên chở rác thải đổ xuống sông. Còn xe tải mang biển kiểm soát 88C10938 sau khi phát hiện máy ghi hình đã đỗ xe ngay bờ sông và lái xe bỏ đi nơi khác. Thời gian qua, tại các buổi họp tổ dân phố, chính quyền các địa phương đã tích cực tuyên truyền tới người dân nhằm hạn chế tình trạng tự ý đổ rác thải xây dựng không đúng nơi quy định. Nhưng hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân, nhất là các hộ kinh doanh vận tải chở vật liệu không chấp hành. Thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền trong khu dân cư, thì những cái hộ gia đình đang trong giai đoạn xây dựng, chúng tôi tuyên truyền là phải thu gom vật liệu xây dựng mà đổ những nơi đúng nơi quy định. Thế nhưng mà cũng có nhiều gia đình, nhiều hộ là chấp hành, nhưng một số hộ thì cũng không biết, lại khi mà vắng thì người ta vẫn đổ trộm, chúng tôi cũng chưa biết được. Thế còn thì không phải chỉ có riêng như các hộ xây dựng tại tổ 25 đổ, mà còn cả các nơi khác cũng đến đổ trộm, vì cái khu giáp bờ sông đấy lại xa dân. Thế nên nhiều khi người ta đổ trộm vào thời gian là mọi người chúng tôi cũng không thể phát hiện được. Thế mà bên cạnh đấy, phường cũng đã thường xuyên kiểm tra và có xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng xong vẫn có tình trạng đổ rác thải xây dựng trộm. Trước tình trạng này, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cường đã cho lực lượng kiểm tra, lập biên bản xử lý 15 trường hợp xe tải chở rác thải xây dựng đổ xuống sông với tổng số tiền phạt trên 30 triệu đồng. Tuy nhiên, khi vắng mặt lực lượng kiểm tra, thì tình trạng đổ rác thải xây dựng xuống sông lại tiếp diễn. Liên quan đến bãi đổ thải của phường Bắc Cường, thì hiện nay cũng được Sở Xây dựng là giới thiệu cái bãi đổ thải của tiểu khu đô thị số 18. Tại khu vực phía sau trại giam cũ thì phường cũng đã tuyên truyền các hộ dân trên địa bàn phường phối hợp cùng với doanh nghiệp chỗ đơn vị công ty Sông Hồng đã kết hợp là cho phép được đổ vào vị trí đấy để sau này thực hiện cái dự án kè. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động trên hệ thống loa cũng như các tổ dân phố về cái việc mà đổ thải trên địa bàn phường để nó đảm bảo quy định không gây mất mỹ quan đô thị. Cùng với việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, siết chặt quản lý tại các bờ sông suối của lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Các tổ dân phố, khu dân cư cũng cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân. Có các quy ước nhằm hạn chế tình trạng tự ý đổ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng không đúng nơi quy định, góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt không chỉ nhức nhối ở các đô thị mà ở khu vực nông thôn cũng đang rất phức tạp. Theo đơn thư phản ánh của người dân ở nhiều thôn bản, hiện nay nhiều xã chưa có địa điểm thu gom rác thải sinh hoạt và ý thức của một bộ phận nhân dân vẫn chưa cao, còn có những cái hành động xả rác thải sinh hoạt bừa bãi, đặc biệt là tại các con sông suối chảy qua địa bàn các xã đang gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân xung quanh khu vực này. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng và xã Võ Lao, huyện Văn Bản. Không chỉ ở các vùng đô thị, khu công nghiệp mà ở các địa phương vùng sâu, vùng xa cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường. Rác thải do một bộ phận người dân thiếu ý thức vứt ra khắp nơi. Đủ loại từ túi ni lông, xác động vật chết, rác thải từ sinh hoạt hàng ngày được xả trực tiếp ra ngõ xóm, đường đi đến ao, hồ, sông suối. Bất chấp những nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống của bản thân. Đây là hình ảnh chúng tôi mới ghi lại được tại chân cầu đường sắt bắc qua suối Ngòi Bo thuộc thôn Phú Xuân, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Tất cả các loại rác được đổ ngay tại lòng đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chúng tôi rất là khó chịu, ô nhiễm hôi thối rất khó chịu, không sao chịu nổi. Trời mưa thì còn đỡ, trời nắng nên chúng tôi không ở nhà được. Nhất là cái mùi hôi, ruồi, muỗi, ruồi thì rất nhiều. Ở nhà thì đen kín ruồi luôn. Đấy, chỉ mất tiền mua vỉ ruồi về nhưng mà đi được 3 hôm là không đủ tiền, quá nhiều. Mà cái mùi hôi anh biết rồi đấy, nó thối như nào. Dọc các con suối có các tuyến đường đi qua cũng không ngoại lệ. Nhiều nơi rác thải được đổ trôi lềnh bềnh trên mặt nước với mật độ ngày càng nhiều. Những bãi rác như vậy chủ yếu là do người dân thiếu ý thức tạo ra. Dân ở thị trấn Võ Lao đã gom rác đổ từ cái ngầm nằm mả xuống, từ bếp hai đến làng ngầu, làng loạt để chúng tôi, người dân chúng tôi hưởng. Hiện nay nước rất là ô nhiễm, nặng nề. Chúng tôi cũng muốn yêu cầu đề nghị Đảng và Nhà nước để giúp người dân chúng tôi để có nguồn nước sạch và sinh hoạt hàng ngày, để đi làm về có nước xuống suối rửa chân tay rồi đi làm để nó sạch sẽ và để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân. Hiện nay việc thu gom rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình mới chỉ tập trung tại các đô thị trung tâm, còn vùng xa, vùng sâu thì việc thu gom xử lý rác rất khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn kinh phí hạn hẹp, chưa giải phóng được mặt bằng để xây dựng điểm tập kết rác, hoặc có chỗ tập kết rác nhưng lại quá xa với trung tâm các xã, đường đi lại chưa được đầu tư nên khó khăn trong việc vận chuyển rác đến nơi xử lý. Và việc thu phí vệ sinh môi trường của các hộ dân cũng gặp nhiều khó khăn. Thời điểm này thì đã có khu vực quy hoạch rác thải, đề nghị với cấp trên hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng hoặc là hỗ trợ kinh phí vận chuyển đến khu vực tập trung của bãi rác của huyện. Tuy nhiên đến thời điểm này thì Gia Phú chưa được hỗ trợ cái nguồn để thu hồi đất mà khu vực quy hoạch theo cái mô hình thị tứ trước đây đã quy hoạch. Tuy nhiên là trong thời gian qua thì thấy khó khăn địa phương là đã thí điểm, tức là xã hội hóa. Trước hết là 6 thôn ở dọc đường quốc lộ 4E để bằng nguồn xã hội hóa thì thí điểm được 3 tháng thì cái nguồn đó thì không đáp ứng được vì là đường vận chuyển từ xã Gia Phú đi bãi tập trung của huyện ở Xuân Quang quá xa thì nó quá khả năng đóng góp của dân. Về lâu dài, để giải bài toán bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm do rác thải sinh hoạt ở các địa phương, ngoài việc quan tâm đầu tư bãi tập kết và xử lý rác thải thì điều quan trọng vẫn là nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tập quán, thói quen xả rác bừa bãi, nhân rộng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp do phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, khu dân cư tự quản. Cũng mong muốn là các cấp các ngành, rồi là nhà nước cũng quan tâm đầu tư cái hệ thống xử lý rác cho các xã để đảm bảo ổn định lâu dài. Bởi vì nếu như mà với cái tình trạng mà chỉ có cái bãi đổ thải như này thì về lâu về dài thì cái lượng rác nó sẽ càng ngày càng nhiều, mà với cái tầm theo cái quy hoạch của xã Võ Lao thì theo cái định hướng thì là cũng xây dựng sau này thành cái thị trấn ạ. Thì nếu như mà với cái lượng rác của riêng cái trung tâm thị tứ đã nhức nhối như này thì về lâu về dài mà theo để phát triển hơn nữa thì là cần phải có cái hệ thống xử lý rác nó đảm bảo. Cùng sự nỗ lực của các cơ quan liên quan và địa phương thì bản thân mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành việc phân loại, đổ rác đúng nơi quy định. Các cấp có thẩm quyền cần có hình thức xử lý nghiêm đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi xả rác bừa bãi, thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực dân cư và nơi công cộng.
Vừa rồi là phản ánh của khán giả truyền hình gửi tới chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những phản ánh này cần được các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết. Chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai rất mong tiếp tục nhận được các đơn thư của quý vị và các bạn. Các nội dung phản ánh, kiến nghị hay những câu hỏi thắc mắc của quý vị và các bạn xin được gửi về chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai, địa chỉ đường 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hoặc qua thư điện tử tại địa chỉ laocaitv@gmail.com hoặc qua số điện thoại 02143825156. Tới đây, chuyên mục hộp thư truyền hình xin phép được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục lần sau.